Hello, xin chào 12.200 người bạn của tôi, YouTuber Quibu người chơi Genshin số 69 đã trở lại đây. Và lần này cô gái đồng hành cùng chúng ta sẽ là Robin. À không phải Robin đó, Robin ca sĩ kìa. Đúng rồi, gần đây nhiều tranh cãi đã nổ ra. Tôi biết tới cái khúc này có vài người sẽ nghĩ kiểu vật game mà cũng khiến người ta tranh cãi, cãi nhau thật hả? Thì đúng rồi, chúng ta là Quibu lõ và cãi nhau vì một nhân vật ảo là một cái đặc trưng của Quibu lõ rồi. Người được chọn làm idol, làm trung tâm cho các cái cuộc tranh cãi vô nghĩa trên mạng lần này cũng là nhân vật chính của video của chúng ta, Robin. Các cái cuộc tranh cãi thường chủ yếu là về cái đồ hữu dụng, về khả năng đi với các cái đội hình khác ngoài đám chạy đòn theo sau, quan trọng nhất. Và những cuộc tranh cãi đó thường chủ yếu là về Robin liệu có mạnh bằng những nhân vật hòa hợp khác hay không, và một vài cái tranh cãi linh tinh xàm xàm khác. Và trong video này, ngoài học cách thấm nhà của cái nhân vật này vào não mình tới cái mức mà nghe hoài không chán, thì ta còn học cách build nhân vật đó nữa. Giờ bắt đầu vào video thôi. Bộ chiêu thức của Robin nó cực kỳ đơn giản. E là búp sát thương cho vòng 3 lượt, Q là hát la la tăng attack cho cả team, giúp đẩy toàn bộ team lên hành động ngay lập tức. Mỗi khi một người trong team thi triển đòn đánh, Robin sẽ phủ thêm một ít sát thương hệ vật lý theo sau. Ngoài ra nó còn giúp Robin miễn nhiễm hoàn toàn với các cái hiệu ứng khống chế. Để biết được nổ kéo dài tới lúc nào thì các bạn hãy nhìn trên thanh hành động, nó có cái cây chủ của con Robin và điểm hành động của chiêu nổ khi nó xuống tới không là chúng ta sẽ hết nổ. Về phần nội tại thì cái nội tại của con nhỏ này nó cực kỳ hữu ích bởi vì nó tự động tăng 20% sát thương bão, và mỗi khi đồng đội thi triển đòn đánh, Robin sẽ được hồi năng lượng. Vết tích đầu tiên giúp Robin hồi thêm năng lượng khi dùng kỹ năng. Vết tích thứ tư giúp sát thương bão nó đánh theo sau của đồng đội sẽ được tăng lên 25%. Và vết tích cuối cùng khi bắt đầu trận, điểm hành động của Robin sẽ được tăng khoảng 25%, tức là khi mới vào trận Robin sẽ được đẩy lùi lên trên cùng ấy. Nói sơ qua bộ kit, ta có thể hiểu tại sao người ta chê con nhỏ này nhiều đến như vậy, bởi vì nó chỉ tăng được khoảng 20% sát thương bão và khoảng hơn 50% sát thương nếu tính thêm cả cái tăng attack. Tiếp theo là chỉ những con DPS mà có đòn đánh sát thương theo sau mới được hưởng 45% sát thương bão được bốc thêm, so với hơn 90% được tăng thêm của Sparkle thì nó thật Robin hơi lỏ. Thêm vào đó, cái bộ kit này toàn giúp tăng khả năng hồi năng lượng cho Robin, giúp nó spam nổ liên tục chứ không giúp đồng đội tăng thêm sát thương gì hay là tăng thêm một cái hiệu ứng gì nhiều. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào cái điểm cộng của nó là đa phần các cái buff của Robin nó không đòi hỏi điều kiện gì nhiều, hầu như là chỉ cần Robin trong đội là các bạn sẽ được buff rồi. Ngoài ra, Robin cũng không phải là một nhân vật hòa hợp khó build gì, khi chỉ cần đúng attack các bạn có thể chọn build tốc cao hoặc là build tốc vừa vừa, vì Robin sẽ được hồi năng lượng liên tục thông qua dùng chiêu và nhân vật trong team thi chiến đòn đánh. Chủ yếu là các bạn cần năng lượng để sử dụng nổ liên tục chứ không cần con Robin đi trước cái con DPS làm gì cả. Cái điều tiếp theo khiến cho người chơi chê con nhỏ này củ bắp chính là việc chiêu nổ nó sẽ gây một ít sát thương lên kẻ địch mỗi khi nhân vật nào đó trong team thi chiến đòn đánh. Đáng lẽ cái thứ đó phải là khiến nhiều người chơi mừng rỡ, nhưng mà không, họ cần thêm nhiều thứ bút hơn là cần một ít sát thương cùi bắp của con Robin này. Người ta gọi đó là cùi bởi vì Robin tốt nghiệp chỉ có thể phụ thêm 20 đến 25k trên mỗi đòn đánh, và nó khiến người ta không kiểu đã mắt, không kiểu wow các bạn. Nhưng suy đi thì cũng phải tính lại, nếu Robin ở trong một cái team hợp lý nơi các cái DPS có thể hành động liên tục thì 20k trên một lần đánh cũng không phải là ít sát thương đâu. Tổng kết cái điểm yếu này lại là cái sự hỗ trợ sát thương nó chỉ thực sự có ích khi những cái nhân vật trong team của bạn có thể hành động được nhiều lần hoặc có nhiều DPS, hay đơn giản là có cái nhân vật sử dụng đòn đánh theo sau. Và đó cũng là cái điều kiện duy nhất mà con Robin này đang đòi hỏi, mặc cho đang giữ cái cương vị ca sĩ nổi tiếng. Chắc là do các cái ca sĩ tốt bụng thường ít đòi hỏi và không có bỏ con. Do cái sự đòi hỏi đó nên rất nhiều người chê bai con này, gọi Robin là power creep, nhân vật phế lòi, là một con lính anti hòa hợp. Nhưng mà thật ra các bạn cũng có thể cho Robin đi với một DPS cũng được, miễn sao trong đội hình đó các bạn sở hữu những con nhân vật hòa hợp búp theo lượt có tốc cao, tức là gần 90% hợp hiện tại rồi còn cái gì nữa. Còn việc chỉ đi được với các cái nhân vật theo sau là hoàn toàn không đúng, tức là team theo sau ratio Tobias Aven vẫn là cái team tốt nhất với Robin. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta nói rằng Robin không được đi với những cái con DPS hoặc là những cái team khác. Với những cái team như là Blade, Trinh Lưu hay là DOT thì Robin vẫn chơi game cực kỳ thoải mái và bút cực kỳ tốt. Hiện có khá là nhiều YouTuber nổi tiếng được cho test server trước đã cho Robin đi với các cái team đó và sát thương cũng không đến nỗi tồi. Tổng kết lại, những cái điểm mạnh của con Robin sẽ bao gồm: đầu tiên là bút cực kỳ nhiều tấn công, có bao nhiêu thì bút bấy nhiêu chứ không bị giới hạn như Tinh Jun. Tiếp theo là khả năng hồi năng lượng cực kỳ bá đạo. Nếu các bạn sở hữu một đội hình hợp lý, tức là khó hô hoặc là một cái team Tobias theo sau, thì chúng ta sẽ hầu như không cần build bất kỳ một cái gì liên quan tới hiệu suất hồi năng lượng cả. Thứ ba là đòi hỏi ít điều kiện để các cái nhân vật trong team được nhận buff từ Robin. Thứ tư, Robin không cần build crit bởi vì nó đã cho sẵn một đống rồi. Thứ năm, có thể phụ một lượng sát thương cũng tương đối ổn. Thứ sáu là không có chấn, thì tất nhiên có chấn vẫn tốt hơn, nhưng mà nghe bảo phiên bản 2.2 sắp tới sẽ cho free một cái nón 4 sao tên là Hành Trình Ngày Mai, kiểu sinh ra là đúng dành cho Robin luôn ấy. Còn các cái điểm trừ
của nó sẽ bao gồm, đầu tiên chính là cái lượng bút của nó sẽ không khiến người ta kiểu wow như các mấy cái thằng sếp nó hay feedback công việc cho các bạn. Cái điểm yếu thứ hai cũng là cái điểm yếu chính khiến người ta chê Robin là nó cần những cái nhân vật có khả năng hành động liên tục đi cùng để phát huy full khả năng của nó. Những cái điểm trừ mà tôi vừa liệt kê ở trên nó cũng không phải là ảnh hưởng quá lớn hay là khó để sử dụng Robin gì, bởi vì Dr. Ratio thì ai mà chả có như bắt free mà. Còn cái bút của con Robin không đủ khiến các bạn phê thì cứ dồn thêm một con hỏa hợp 5 sao vào mà chơi bắt chéo, lúc đấy chỉ có wow đến nỗi mà không bao giờ ngậm mồm lại được nữa mà thôi. Nói chung mỗi con hỏa hợp ở trong game đều có khả năng của riêng nó và nó phục vụ cho từng trường hợp nhất định. Game chiến thuật đánh theo lượt mà phải cho từng hạng mục nó phát huy từng khả năng của riêng nó. Bây giờ nó xuất hiện một con hỏa hợp mà team nào cũng đi tốt, team nào cũng phát huy full khả năng thì nó lại phá game quá. Về phần trang bị thì cũng như tôi đã liệt kê sơ sơ ở trên, sắp tới chúng ta sẽ có một cái nón ánh sáng free dành cho Robin và nó có thể được coi là một trong các cái nón tốt nhất của F2B. Nhưng mà nếu ai xem video này và khoảng thời gian phiên bản nó đã trôi qua mà các bạn không có cái nón đó thì các bạn tất nhiên còn có thể sử dụng những cái nón điển hình khác như là quá khứ tương lai S5 và cuộc chiến chưa nguôi. Về các cái bộ di vật thì hiện tại các bạn cứ spam 2 bộ ghép tăng attack hoặc các bạn có thể sử dụng bộ bốn Nacker, tiễn xạ hoặc quyền vương đều tốt. Về phần phụ kiện thì các bạn nên sử dụng những cái bộ tăng attack hoặc là bộ hồi năng lượng tùy theo các bạn build và các bạn muốn chơi Robin như thế nào. Robin sẽ thường có một kiểu build duy nhất chính là đi bộ vút râu attack cao. Khi lựa chọn dòng chính hay là dòng phụ thì thứ cần ưu tiên nhất chính là attack, tiếp theo sau đó sẽ là HP hoặc phòng ngự để con hòa hợp này nó châu châu một tí. Dây thì các bạn có thể thoải mái lựa chọn attack hoặc là nạp tùy thuộc vào cái team của các bạn như thế nào, chủ yếu là có ho hay là các bạn có chơi team theo sau Dr. Ratio Tobas hay không. Cho dù ở trên mạng có các cái YouTuber hay là các cái người chơi cũ nào đó khuyên các bạn là Robin không cần mang giày tốc thì cũng đừng hoàn toàn đặt niềm tin vào những cái câu nói đó. Theo cá nhân của tôi, bất kỳ con hỏa hợp nào mang danh đi bộ hay là mang danh tốc thấp đều nên cần ít nhất là 134 tốc. Với từng đó tốc, chúng ta có thể tối ưu được cái khả năng bước của Robin hơn. Vậy khi cần thêm tốc, Robin nó có trở thành một nhân vật khó build hay không? Bây giờ để phân tích kỹ xem nào. Robin sẽ có khoảng 107 tốc cơ bản. Với một cái giày tốc, các bạn đã có 131 tốc. Vậy là chúng ta chỉ cần một hoặc là hai dòng phụ có tốc là các bạn đã đủ đạt hơn 134 rồi, cũng không có khó build gì lắm đâu. Các bạn chỉ cần ưu tiên attack và tốc độ khi lựa chọn dòng phụ và dòng chính. Những cái thứ khác thì các bạn cứ phang thêm thủ hoặc là HP để con Robin trâu hơn một tí là được. Lý do tôi không nhắc đến bảo kích trong khi lựa chọn thánh di vật cho Robin vì khi sử dụng nó, chúng ta sẽ được cho sẵn 100% tỷ lệ và 150% sát thương bảo luôn rồi. Nói chung là Robin là một nhân vật cực kỳ dễ build, quá dễ build luôn, tôi nhắm mắt mà tôi vẫn có thể build được. Tiếp theo là về phần tinh hồn. Theo cá nhân và theo suy nghĩ của tôi thì cái thứ nên ưu tiên nhất hơn cả cái chấn chính là tinh hồn 1. M1 nó sẽ giúp cho Robin có khả năng hỗ trợ không khác gì rùa ăn mây khi giúp đồng đội tăng xuyên kháng toàn thuộc tính 24%. Tinh hồn 2 theo cá nhân của tôi thì nó khá là phế và không cần thiết, tại vì đa số các con DPS của các bạn đều có trên 134 tốc và những con nào không cần tốc thì chúng ta không cần build tốc rồi. Thế thì tinh hồn 2 cần làm cái gì nữa? Thay vì đuổi theo tinh hồn, tôi khuyên các bạn nên tiết kiệm ngọc để chờ đón chúng xuất hiện tại phiên bản 2.3 sắp tới. Nhưng mà nếu ai thừa ngọc hoặc là có một niềm yêu thích đặc biệt với nhân vật Robin thì nên ưu tiên sở hữu tinh hồn 1 hơn là cái chấn. Phần cuối cùng cũng là phần hay nhất của video chính là đội hình cho Robin. Chúng ta có tất nhiên cái team số 1, cái team phù hợp với bộ kích của Robin nhất chính là team Tobas, Aven và Dr. Ratio. Nếu các bạn không sở hữu Tobas hoặc là Dr. Ratio, các bạn có thể thay bằng Clara, một người hiện có thể coi là sở hữu sức mạnh khá là tốt và hữu dụng trong dàn nhân vật like Red. Các cái team phối hợp với những DPS khác ngoài những người sở hữu là đánh theo sau chính là team Blade và Trinh Lưu. Lý do nó phù hợp là vì mỗi khi Trinh Lưu dùng E, HP các team sẽ bị rút xuống, cộng thêm những cái lần Blade và quái được hành động thì cả team nó sẽ có cái số lần hành động cực kỳ nhiều trong một cycle và điều đó chắc chắn là phải có lợi với Robin rồi. Cái team sở hữu hai nhân vật gây sát thương chủ lực tiếp theo chính là team DOT. Sắp đi chung với nó là đơn giản là vì chỉ dùng được thôi, chứ với cái team này tôi khuyên các bạn dùng gì mai nó sẽ tốt hơn. Robin cũng có thể bắt chéo với một hòa hợp khác để chơi với những cái team hyper carry một DPS như là team đang gay, team Trinh Cha, Trinh Mẹ, Bút Hiu. Và đó là tất cả những cái thông tin cần thiết mà tôi tổng hợp lại được cho nhân vật này. Nếu có gì sai sót, các bạn hãy cứ để lại bình luận ở phía dưới, bởi vì người chơi lúc nào cũng là những người thông minh nhất. Và video của tôi đến đây là hết. Bạn nào thích video, để lại cho tôi một like và đăng ký kênh để có thể xem thêm những cái nội dung cung cấp tiếp theo của tôi. Tạm biệt.